Dạ, em xin chào cô chú, anh chị và các bạn xem kênh YouTube của Người Tình Bến Tre. Dạ, hôm nay em đi làm clip bắt ốc viết về luộc với ngũ cốc cho mọi người cùng xem nhé. Bắt xin trên đó này, có những con nước lớn chưa mà dùng tới đó. Để khác gì lên tới đây à, nước tới đâu là ốc nó lũ lên tới đó. Chơi cũng rất là vui, bắt mò xuống là lụm, mò xuống là lụm. Kinh nghiệm á, đi lú cái gì qua bên kia cái bên đây nó giật nước cái lú lên lợi lắm á. Bắt kia mé nước nó mềm dễ bắt nha anh. Yeah.
con gì lạ lạ nè. Mê luôn nè.
Và đây là thành quả đi bắt từ sáng đến giờ. Hai vỏ ốc viết đầy nhóc. Ốc viết nè, hai vỏ đầy nhóc. Ờ, rồi chiếc xe nè. Rửa liền để nó xét ra. Rửa liền ra đó, rửa liền rồi nước kìa. Hello, chúc mừng năm mới. Năm ngàn ký, mại vô, mại vô, 5.000 ký. Bà Sáu Vlog làm gì bà Sáu Vlog? Bà Sáu nhặt ốc viết nè. Con ốc này là ốc viết, ốc này là ốc sổ Hằng Dương. Bà con nào có ăn chưa, chưa ăn đến ăn cho biết. Ốc sổ Hằng Dương của shop của tôi. Ốc này là ốc sổ ăn ngon lắm, ăn sáng ăn chiều sổ. Chiều sổ lại. Cả nhà ơi, cả nhà biết ốc viết không? Ốc viết đây. Tèn 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 tèn. Bây giờ chặt đít rồi làm gì, luộc xả hả? Luộc xả. Cái này là mũ cốc xà luộc với ốc viết ke sổ Hàng Dương, ốc sổ Hàng Dương, ốc viết sổ Hàng món mới à, ngũ cốc luộc ốc viết là bá cháy luôn nha. Ốc viết bá cháy sợ sốt sổ ăn rồi tiền sổ gì luôn. Ủa rồi luộc ra ngoài ngoài hè hả? Đổ sốc cũng được, cái này sao sốc. Anh đổ đi, em đổ chữ luôn. Thôi đổ đuối đuối cho người sốc nè. Nè, đi ra kìa. Vậy là không được. Đổ nước trộm theo. Còn nữa là để đây hồi nữa chế nữa luộc cái kia nữa nè, cầm nghe. Ốc sổ đây. Viết ốc đinh đây. Sao kêu này ốc đinh ta? Có nơi gọi ốc đinh, còn có nơi gọi ốc viết, còn có nơi kêu ốc hút nữa, nó nhiều tên. Đây là Đà Lạt ốc hút. Vậy nó đâu thấm nữa hả? Nó không thấm thì cũng nút đại đi chứ giờ làm sao? Thêm đi. Thêm nữa hả? Thêm đi. Vậy cái mình sắp lên. Giờ nó kẹo còn đi cắt nước rồi nữa đâu kẹo được. Dạ mời mọi người ăn ốc viết luộc với ngũ cốc nhé. Lên đâu? Này là thành quả của hồi sáng giờ đi bắt là về chặt rồi nấu luôn nè ha. Ăn thấy sao Trúc? Chưa ăn, lần thứ đó trước thấy. Nói cho ngon, nó quen ngon quá, nó không nên lời. Ngon quá, nó không nên lời luôn. Bánh xèo này cũng ngon luôn nha bà con. Này tự nhà tay làm. Bánh xèo nhà làm ha. Đúng, cái này cũng tự nhà tự làm luôn nha bà con. Ngon dữ lắm. Bánh xèo ăn với cải bẹ xanh đồ luôn này là rau sạch luôn, ở nhà mặn luôn, ở nhà cầm đồ luôn nha bà con. Ngon dữ lắm. 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 Ngon dữ lắm.
chị Năm cho ba ăn đó chị. Ăn gì mà chị? Ăn ốc hút đi thôi đó chốt. Ông không về tự nhà mình làm nha, nước cốt dừa đâu chế vô nữa, béo béo và vô ngon ngon ăn xong. Ăn chiều sở quá. Ăn ít thôi, ăn vừa vừa thôi nha cả nhà. Ơi ông có mời. Đây đây con ống hút mình chặt đít nha, mình bắt nó về rồi bắt đầu mình chặt đít, mình chặt đít cái mình rửa xong rồi mình đem vô nồi và mình luộc rồi mình chén cái thuốc dừa rồi vô nêm nếm này vẫn là ngon gia vị, là bắt đầu mình sẽ hút nó ra nó thành cái con như vậy. Là bắt đầu mình sẽ chấm muối tiêu cái bắt đầu mình bỏ vô họng mình ăn. Ăn cảm nhận thế nào? Ngon, ngon. Dạ, ngon, ngon cả nhà ơi, ngon quá. Cả nhà cùng ăn với mình nha. Rồi.